Danh sách gồm 18 sản phẩm gỗ dán từ nguyên liệu gỗ cứng, tủ bếp và tủ nhà tắm, ghế sofa có khung gỗ, đá nhân tạo bằng thạch anh, gạch men, vỏ bình ga, ghim đóng thùng, gỗ thanh và viền giải gỗ được tạo dáng liên tục, pin năng lượng mặt trời, thép carbon chống ăn mòn, ống thép hộp và ống thép tròn, cáp thép giữ ứng lực, máy giặt dân dụng cỡ lớn, dây và cáp nhôm, nhôm thanh định hình, mặt bích bằng thép không gỉ xuất khẩu sang Hoa Kỳ, xe đạp điện xuất khẩu sang Hoa Kỳ, EU, thép hình cán nóng xuất khẩu sang Australia. Những mặt hàng này có rủi ro bị Hoa Kỳ tiến hành điều tra phòng vệ thương mại hoặc điều tra chống lẩn tránh. Các doanh nghiệp xuất khẩu sang Hoa Kỳ cần lưu ý tránh sử dụng nguyên liệu chính nhập khẩu từ Trung Quốc và Ấn Độ để sản xuất sản phẩm.